Khoảng thời gian này, cách đây 35 năm, mỗi con đường, mỗi làng quê, mỗi góc phố Tây Ninh đều bừng sôi, đều háo hức bởi những đoàn quân chiến thắng ào ạt tiến về giải phóng Tây Ninh. Khoảng thời gian này, cách đây 35 năm, một chế độ sụp đổ, một chế độ mới hình thành trên đất Tây Ninh. Mà chế độ ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra, đã chỉ đường đưa lối, dẫn dắt cả dân tộc đi suốt mấy chục năm trời, với tầng tầng lớp lớp máu xương mới giành được độc lập tự do. Ngày ấy là ngày 30 tháng 4 năm 1975, một ngày cách đây 35 năm, một ngày lịch sử của dân tộc, một ngày mỗi người dân Việt Nam đã có thể nhìn thấy tận mắt một đất nước hòa bình sau bao năm bom đạn chiến tranh. Trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam có những người dân Tây Ninh, trong một dải non sông gấm dốc Việt Nam có một Tây Ninh trung dũng kiên cường. Xin cùng các anh, các chị thắp những nén nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh thân mình cho đất nước hôm nay. Xin cùng những người mẹ đi tìm dấp dáng những người con thân yêu. Xin cùng những người vợ đi tìm dấp dáng của những người chồng. Và xin cùng những đứa con đi tìm dấp dáng của những người cha. Mà mỗi dấp dáng, mỗi liệt sĩ anh hùng đã hòa chung vào dấp dáng của Tổ quốc Việt Nam, một Tổ quốc triệu lần anh hùng. Mẹ vẫn còn nằm mơ. Ơi những người con của Trảng Bàng, Gò Dầu, của Tân Biên, Tân Châu, của Hòa Thành, Dương Minh Châu, của Châu Thành, Bến Cầu, của thị xã Tây Ninh. Những người con từ khắp mọi miền đất nước đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong giờ phút trọng đại này, chúng tôi không thể gọi tên từng người. Các anh, các chị không thể có mặt cùng chúng tôi về lại quê mình để thấy cây đã nảy chồi xanh lá, để thấy ngàn hoa tỏa sắc đưa hương, để thấy bầu trời bình yên với những bầy chim tự do tung cánh và cất tiếng hót ngọt ngào. Xin ghi nhớ trọn đời sự hy sinh của các chị, các anh. Xin ru giấc ngủ ngàn thu của các anh, các chị bằng nhịp sống tươi hồng hôm nay. Hỡi những em bé có khuôn mặt xinh tươi, hãy ngẩng cao đầu, hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà cha ông đã đổ xương, đổ máu dành lại cho các em, và trao vào tay các em một Tổ quốc bình yên, một bầu trời lồng lộng gió tự do hòa bình. Các em sẽ không bao giờ bị đạn bom đe dọa, tha hồ múa hát và học hành trong một quê hương bình yên. Như bao nhiêu miền quê khác, Tây Ninh biết cái giá phải trả cho hòa bình. Không tính những năm trước cách mạng tháng 8, chỉ tính 9 năm kháng chiến chống Pháp và hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, máu xương người Tây Ninh đã đổ xuống không ít cho ngày giải phóng quê hương. Chống Pháp chỉ sau ngày khởi nghĩa tháng 8 lịch sử không đầy một tháng, với xe tăng, với pháo lớn, với hàng ngàn quân diễn chinh và tay sai, thực dân Pháp đã tấn công lên Tây Ninh. Vì chúng biết rằng với địa thế đất Tây Ninh nhất định sẽ thành một căn cứ địa lợi hại cho cuộc kháng chiến của người Việt Nam chống giặc Tây. Từ ngày đó, tiếng súng kháng chiến của người Tây Ninh đã vang lên. Tây Ninh đã hòa cùng tiếng súng Điện Biên làm nên chiến thắng lịch sử. Thực dân Pháp phải cam chịu thất bại, chấp nhận ký kết Hiệp định Geneva để Việt Nam nửa nước có hòa bình. Miền Nam bước vào cuộc kháng chiến mới chống Mỹ. Trong cuộc kháng chiến này, Tây Ninh trở thành trung tâm đầu não với căn cứ địa cách mạng đặt ở Tân Biên. Cũng bởi trọng trách này mà Tây Ninh đã trở thành nơi kẻ thù trút xuống không biết bao nhiêu bom đạn, mở không biết bao nhiêu trận càn khốc liệt.
những năm 1954-1960, không biết bao nhiêu chiến sĩ cộng sản, những người yêu nước Tây Ninh đã hy sinh dưới chế độ tàn bạo gia đình trị Ngô Đình Diệm. Vì thế mà Tây Ninh đã vang lên tiếng súng Đồng Khởi Tua II, bắt đầu thời kỳ cầm súng chiến đấu một mất một còn với Mỹ ngụy. Khốc liệt nhất là giai đoạn Mỹ trực tiếp tham chiến ở miền Nam. Mục tiêu của chúng là tiêu diệt căn cứ địa cách mạng miền Nam. Những cuộc càn quy mô lớn diễn ra liên miên trên đất Tây Ninh. Tam giác sắt, Antempro, mà đỉnh cao là cuộc càn Junction City với tất cả những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất. Với gần 50.000 lính Mỹ và chư hầu, chúng cày xới Tây Ninh bằng bom, đạn nhằm khuất phục người Tây Ninh, biến Tây Ninh thành vùng trắng. Nhưng người Tây Ninh không khuất phục. Từ cửa ngõ Trảng Bàng lên Châu Thành sang Dương Minh Châu tới Tân Biên, chỗ nào cũng vang lên tiếng súng đánh Mỹ. Cuộc chiến đấu ngoan cường ấy lại có thêm bao nhiêu đồng bào và chiến sĩ Tây Ninh ngã xuống. Nước mắt mẹ không còn. Rồi còn thêm bao nhiêu người Tây Ninh nữa tiếp tục hy sinh cho đến ngày Tây Ninh hoàn toàn giải phóng. Vì thế, sau chiến tranh, Tây Ninh nơi nào cũng có nghĩa trang liệt sĩ, nơi nào cũng có đài tưởng niệm. Và ở đó, lúc nào cũng dương khói nhang thơm, gợi bao nhớ thương và biết ơn trân trọng. Mẹ vẫn còn nằm mơ. Sau khi mình giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thì là Trung ương Cục miền Nam á, có cái căn cứ ở Chắc Băng, Thái Bình của tỉnh Cà Mau. Nhưng mà do yêu cầu cái cuộc kháng chiến chống Mỹ thì là căn cứ Trung ương Cục dời lên miền Đông. Lúc đầu dời lên Mã Đà của Đồng Nai. Nhưng mà sau một lúc thì thấy rằng cái đó không tiện. Tiến cũng khó mà lui cũng khó. Các đồng chí biết ở đó có một đặc điểm á, là có những lúc đi tải gạo về đó, là mang cái bồng gạo về tới nhà thì mình ăn hết cái bồng gạo rồi. Nghĩa là gian nan như thế. Và vì vậy năm 63 đó thì Trung ương còn chuyển sang đóng căn cứ ở đây. Ở nơi đây đó không những bảo vệ Trung ương Cục an toàn mà còn những lúc đương đầu trực tiếp với những cuộc đánh phá của địch hết sức ác liệt. Mà nổi bật là cái cảnh càng Junction City. Có thể nói là quân dân Tây Ninh cùng với quân dân của xung quanh căn cứ Trung ương Cục này chiến đấu hết sức anh hùng. Căn cứ ở đây có cái thuận lợi là tiến thì rất là thuận lợi xuống thành phố Hồ Chí Minh, trước đây gọi Sài Gòn, và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nam Bộ. Mặt khác ở đây mình nối liền với lại cái đường ra miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cái việc chi viện tiếp tế cũng rất thuận lợi. Nhân dân Tây Ninh đây làm cái hậu phương căn cứ của Trung ương Cục, đồng thời bên cạnh đó là Campuchia. Cho nên cái căn cứ Trung ương Cục ở đây có ý nghĩa hết sức là to lớn, quyết định cái thắng lợi của cái cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước. Vậy mà đã hết đâu. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa kết thúc, tiếng súng lại rộ lên khắp dải biên giới Tây Ninh. Lại có người Tây Ninh nằm xuống vì cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới. Ở Tân Biên, ở Châu Thành, ở Bến Cầu, hy sinh trong chiến đấu có. Hy sinh vì sự tàn bạo của những kẻ đến từ bên kia biên giới cũng có. Thêm một lần nữa lại chết chóc, đau thương. Xin dừng lại đài tưởng niệm những thầy cô giáo đã bị sát hại trong một đêm tại Tân Lập, Tân Biên, để thêm một lần nữa hiểu thật sâu sắc cái giá bằng xương, bằng máu của người Tây Ninh trả cho cuộc sống hòa bình hôm nay. Chiến tranh đã lùi xa, những người dân Tây Ninh bắt tay vào công cuộc xây dựng quê hương mới. Trách nhiệm bảo vệ bình yên cho quê hương đặt lên vai các lực lượng vũ trang. Khi nhân dân lao động hăng say trên đồng ruộng, trong xưởng máy, thì những chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang chăm
chắc tay súng, vững vàng trên mọi trận địa. Cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương hôm nay cũng cam go, gian khổ, có mất mát hy sinh giống như ngày xưa đánh giặc ngoại xâm vậy. Từ những đơn vị tập trung đến các đơn vị trực thuộc, từ lực lượng chính quy đến lực lượng dân quân tự vệ, tất cả đều được rèn luyện đầy đủ để đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ. Có những công việc thực hiện suốt 35 năm qua nhưng vẫn còn tiếp tục phải thực hiện. Đó là việc tháo gỡ bom mìn, giải phóng đất đai để Tây Ninh có thêm những vùng rừng, những vườn cây thực sự an toàn. Chiến tranh đã đi qua, hòa bình được thiết lập. Có thể khẳng định rằng, để giải phóng hàng trăm ngàn hecta đất đai như vậy, lực lượng công binh tỉnh đã trả giá bằng mồ hôi và nước mắt, đôi khi còn có cả xương máu của anh em. Thế nhưng, với phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, mỗi khi nghe tin báo ở đâu trên mảnh đất Tây Ninh này còn có bom đạn cũ, thì anh em lại song sáo lên đường, cho dù họ biết rằng những hiểm nguy, những hy sinh mất mát đang chờ trực ở phía trước. Với đặc thù là một tỉnh biên giới, để phát huy truyền thống của cha anh đi trước, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng là một đội quân công tác, sản xuất và sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn tập trung vào việc xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng hệ thống chính trị các xã biên giới vững mạnh toàn diện, nhằm tạo ra cái gốc, cái nền vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn biên giới. Tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng có hiệu quả đề án kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh, đồng thời đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác đối ngoại. Lực lượng vũ trang tỉnh rất tự hào với những thành tựu mà mình đã đạt được trong 35 năm qua. Để phát huy những thành tựu đó, để mãi mãi xứng đáng là người con của quê hương Tây Ninh trung dũng, kiên cường của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực thi đua lập nhiều thành tích hơn nữa để dâng lên Đảng, dâng lên Bác Hồ kính yêu những bông hoa tươi thắm nhất, sẽ đóng góp trí tuệ, công sức của mình góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phù hợp với xu thế chung, xu thế của thời kỳ hội nhập, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện có hiệu quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Lực lượng công an nhân dân Tây Ninh ngay từ ngày mới giải phóng đã thấy trách nhiệm to lớn của mình trong việc bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Những năm đầu là những năm phải mưu trí, dũng cảm chiến đấu, đập tan những âm mưu của các thế lực phản động chống phá cách mạng, âm mưu chia rẽ dân tộc, chia rẽ đạo đời và lật đổ chính quyền cách mạng. Và chính những ngày đầu sau giải phóng, những chiến sĩ công an nhân dân Tây Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả những hoạt động của bè lũ phản động đã bị khám phá và tiêu diệt. Những năm tháng tiếp theo là cuộc chiến đấu có tính lâu dài và gian nan không kém. Đó là cuộc chiến đấu với những tệ nạn xã hội, trong đó có những vụ án hình sự, nạn cướp giật, nạn trộm cắp, ma túy, cờ bạc. Và căng thẳng nhất là cuộc đấu tranh với nạn tham nhũng đang trở thành vấn nạn của quốc gia. Tất cả vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện ráo riết âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình nhằm lật đổ hướng lái nước ta đi chạch hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng, đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, đặt ra cho lực lượng công an nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn so với trước.
Trong bất kể tình huống nào, lực lượng công an tỉnh cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, bảo vệ chính quyền, bảo vệ cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lực lượng công an Tây Ninh đã tổ chức sâu rộng cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, kết hợp với phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy để xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng công an tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ văn hóa, nghiệp vụ pháp luật, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh trật tự, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Tây Ninh có 240 km đường biên giới với nước bạn láng giềng Campuchia. Đến hôm nay, có thể khẳng định rằng bằng sự cố gắng của mình, Tây Ninh đã tạo dựng được một vùng biên giới rất bình yên. Nhân dân hai bên biên giới sống hòa thuận. Tây Ninh đã từng bước tạo ra sự phát triển mạnh về kinh tế, xã hội trên biên giới. Và đó cũng là cơ sở để Tây Ninh xây dựng được một sự ổn định vững chắc về kinh tế, về chính trị và an ninh quốc phòng, tạo sự an tâm cho tất cả các thành phần kinh tế, mọi tầng lớp nhân dân yên tâm sản xuất kinh doanh, yên tâm xây dựng cuộc sống mới. Những chiến sĩ biên phòng, những người trụ bám trực tiếp trên mảnh đất biên cương trong suốt 35 năm qua đã thể hiện sâu sắc bản lĩnh của mình. Khi cuộc chiến tranh biên giới nổ ra, các đơn vị biên phòng đóng trên biên giới đã dũng cảm chiến đấu. Những cuộc chiến đấu của đồn biên phòng Sa Mát thuộc Tân Biên, Phước Tân thuộc Châu Thành đến bây giờ vẫn được nhắc lại như một gương sáng về lòng quả cảm, quyết tử bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Khi cuộc sống bình yên trở lại với biên giới, thì cuộc chiến đấu diễn ra ở đây trở nên phức tạp hơn. Đó là những cuộc xâm canh, xâm cư, là những toán cướp có vũ trang, là những cuộc buôn lậu qua biên giới. Trong đó có cả những cuộc buôn bán phụ nữ, trẻ em và buôn bán ma túy. Trong cuộc đấu tranh gian khổ ấy, những chiến sĩ biên phòng Tây Ninh đã không ngừng những bước chân tuần tra, không ngừng những đêm mật phục, những ngày đội nắng, đội mưa trên biên giới, rồi cùng ăn, cùng ở với nhân dân biên giới, rồi những cuộc giao tiếp với các lực lượng nước bạn trên biên giới để cùng bảo vệ đường biên, cột mốc vì chủ quyền quốc gia trên biên giới cho mỗi quốc gia. Ngay sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 25 tháng 5 năm 1975, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ra quyết định thành lập Công an Nhân dân Vũ trang, tiền thân của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh ngày nay. Với cái hệ thống đồn trạm trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã khắc phục khó khăn trong những ngày đầu sau giải phóng để xây dựng cái hệ thống đồn trạm đủ sức để làm cái nhiệm vụ với cái chức năng quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong suốt 35 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và sự đoàn kết giúp đỡ tận tình của các sở ban ngành và được sự đùm bọc thương yêu của nhân dân nơi biên giới, đã hỗ trợ cho Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vượt qua những cái khó khăn gian khổ, khắc phục để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Với những cái thành tích đó, trong 35 năm qua, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã được Đảng và Nhà nước các cấp tặng thưởng nhiều huân chương, cờ luân lưu và bằng khen. Đặc biệt trong đó có hai đơn vị được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, đó là đồn cửa khẩu Sa Mát và đồn Phước Tân. Tây Ninh đã đổ nhiều xương máu để cùng cả nước hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để hôm nay quê hương có cuộc sống hòa bình,
Còn bây giờ, tiếng súng đã yên, vẫn có lớp lớp những người con của nhân dân Tây Ninh lên đường nhập ngũ, cầm chắc tay súng, tiếp bước cha ông, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Giữ vững hòa bình để toàn quân, toàn dân tiếp tục con đường xây dựng một Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh trong tương lai.